Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị huyện Hòa Vang cũng đã có buổi tiếp xúc cử tri 6 xã Hòa Liên, Hòa Sơn, Hòa Bắc, Hòa Ninh, Hòa Phú và Hòa Nhơn để báo cáo nội dung sau kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Cử tri Hòa Vang bày tỏ sự phấn khởi và thống nhất cao những nội dung nêu ra tại kỳ họp lần thứ tư, nhất là việc Hội đồng Nhân dân thành phố thông qua 3 nghị quyết tạo cơ chế đặc thù để huyện Hòa Vang phát triển, đồng thời đề đạt một số kiến nghị liên quan đến cuộc sống như thành phố khẩn trương nâng cấp các con đường giao thông nông thôn bị xuống cấp, tạo điều kiện đi lại cho nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần, phương án hỗ trợ cải tạo tái sản xuất hoặc thu hồi đất hoang hóa bị ảnh hưởng do triển khai các dự án, hệ thống đường điện trung thế ngang qua khu dân cư gây khó khăn cho việc cắt đất và nâng cấp nhà cửa của nhân dân. Bà con đồng bào cơ tu chưa nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở theo chương trình 134 của chính phủ. Những kiến nghị nêu trên được lãnh đạo các cơ quan chức năng của thành phố và huyện Hòa Vang giải trình tại chỗ. Một số nội dung vượt thẩm quyền được Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố ghi nhận và sẽ có câu trả lời cho bà con cử tri trong thời gian sớm nhất.